Hello Huy, how are you? Huy có em. Khỏe không? Chào em. Okay, today I take Harry come to Huy's house. And we have, you know, a letter from Tati. Bring your present. And give you some gift. Club water. And now Hillary stay speak with Hillary. She same situation. She will be sick. Long time ago, did the first time Hillary come to Vietnam. She visit Huy Hao and family. So now Hillary show Huy about letter from Tati. So and gift from Gina and Tati. Gift from Gina and Tati club. And club have the Huy photo. Tell him, will you tell him that he's in Vietnamese? Will you tell him about this letter that Todd, let me say first that a very good friend of mine who has EB in America wrote you a very special letter. Okay, bây giờ cái cô Hillary có nói cái lá thơ của một người bạn 29 tuổi bị bệnh EB y như là con vậy đó. Cổ gửi thơ cho Hillary rồi đưa cho con để con đọc tiếng Anh tiếng Việt luôn. So we have the letter for Huy in Vietnamese. We translated it. And will you ask Huy if he'll read it out loud in Vietnamese? And then I'll read it out loud in English. Cô Hillary nói bây giờ cái thơ này hai thứ tiếng đã dịch rồi. Một cái là tiếng Anh, cô Hillary sẽ đọc lớn lên. Rồi cái là tiếng Việt. Con đọc tiếng Việt đọc lớn lên rồi để quay vô cái máy này để về cho cái cô bạn của con bị bệnh đi như con nghe được không? À con biết tiếng now Mr. Huy can not read Vietnamese language and now his mom read and Harry you want to read English first? Let her read. Chị Nhung đọc đi, chị Nhung đọc lớn lên vô máy. Tiếng Việt trước. Chị đọc lá thơ đi. Quy thân mến, tôi viết thư này dự gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất và lòng yêu mến của tôi dành cho em. Em biết đấy, chúng ta có nhiều điều giống nhau, mà một trong những điều đó là cả hai chúng ta đều bị bệnh FB. Là cả hai chúng ta đều là bạn của một người phụ nữ tuyệt vời nhất trên hành tinh này. Nhờ cô ấy mà tôi biết được là em đã can đảm và mạnh mẽ trong việc chiến đấu với bệnh tật. Em luôn ở trong trái tim tôi. Tôi cầu nguyện cho em và cầu mong cho em sớm được chữa lành bệnh. Tôi hiểu em rất khổ vì bệnh và tôi cũng đã trải nghiệm nỗi khổ này trên da của tôi. Xin em hay cô hãy cố gắng khỏe mạnh vì tôi và tôi cũng sẽ cố gắng khỏe mạnh vì em. Đồng ý nhé. Tôi muốn ôm em trong vòng tay và ôm em thật nhiều. Siêu nhân của tôi. Okay, now this Vietnamese letter we mom read Vietnamese language. Now I do video and now Harry read the English letter. Okay. But you tell Huy that I'm going to leave him both the English and Vietnamese so he'll have them from Tati forever. Bây giờ cô Harry sẽ đọc cái thơ bằng tiếng Anh tại nãy mẹ của con đọc tiếng Việt rồi ha. Giờ đọc tiếng Anh cho con nghe. So, dear Huy, I am writing you this letter to send you my very best wishes and lots of love. Thương yêu. You know, we have a few things in common. One is that we both have EB. EB
Tati Hebe. Yeah. Let's see. And two, we both share the friendship of the most amazing woman on the planet, Hillary. And how do we say friends? Bạn tôi. Bạn tôi, Tati. Bạn tôi, Huy. Yeah. Hillary. It is thanks to her that I have learned about your story, about how brave and how strong you are in fighting our illness. My heart, I have you in my heart, and I pray for you. She prayed for you. Là cô cầu nguyện cho con. Cái cô đó cầu nguyện bệnh của con cho hết bệnh. Yeah. And I pray that they will find a cure for EB very soon. Là cô muốn cái bệnh của con hả chống chữa lành càng sớm càng tốt. Yeah. I know how much you suffer because I experience it on my skin too. Cô nói là cô biết là cái bệnh của con rất là đau đớn, cổ cũng y như cái hoàn cảnh của con nha. Let's see. Please stay strong for me. Tati wants you to stay strong. And then Tati will stay strong for you. Cô nói là cái bệnh của con cố gắng con chịu đựng cái bệnh của con sự đau đớn như thế nào á, thì cổ cũng chịu đựng cái sự đau đớn của cổ như vậy, cũng như là mình cố gắng mình chịu đựng như đó, mạnh mẽ lên đó, không có sợ. We say thank you. So then she said a big hug and kiss. Tati, tell you love you so much and big kiss. Là thương con rất nhiều và hôn con thật nhiều. And Tati said you are Superman. And cái cô Tati nói con á, tuy nhiên là một bệnh rất là đau đớn nhưng mà con là siêu nhân, Superman. Love Tati. Là tên của cô đó, Tati. Yeah. So I'm gonna leave you, it's two letters, same letter in Tin Biet, Tin Hang, so you can keep them, tell them so he can. Bây giờ cô Hillary để cái lá thư lại cho con, một lá thư tiếng Việt, tiếng Anh nó giống nhau, cô dịch rồi đó, để lại cho con để làm kỷ niệm của cái cô bệnh đó. And Tati, she come from England. Tati lives in America, but she's 29. She's 29. She's okay. Now I want Huy to know Tati come from American. She 29. She EB sick. Same situation, Miss Huy. Okay. Now I translate. Let me know. Huy ơi, bây giờ cái cô Tati cô ở Mỹ. Mà cổ 29 tuổi, cổ bị bệnh EB giống như con vậy đó. Thành thử cái lá thơ này cô gửi đến con á, là cổ có cái sự đồng cảm, cái bệnh của cô còn đau đớn hơn của con nữa. Rồi cổ nói con hãy chịu đựng ha, mạnh mẽ. Bởi vì con như vậy là con một siêu nhân. Là con là đại diện cho nước Việt Nam mình á, ở trên Facebook á, con là số 1. Just now, I want to understand Vietnamese language like Mr. Huy know. Then now I tell Mr. Huy, Tati say to him, he is Superman. Then now, as I explain, Mr. Huy represent in the Vietnam. Yeah. Yeah, for EB awareness. So yeah, this is where for this mug came from. And tell him that this mug says, be the change, that he's part of the change to find a cure. Cô nói là hả, con là đại diện cho Việt Nam, là cái bệnh ở bệnh này ở Việt Nam là con là người đại diện. Giờ trong cái ly á là có hình của con luôn á, con thấy không? Dạ. You happy, vui không? Thank you. Huy very happy. Okay. Good. So